Một số người họ luôn cảm thấy thiếu thốn đủ thứ. Từ đó họ tìm kiếm những thứ vật chất bên ngoài để lấp đầy sự thiếu thốn đó ở bên trong. Và một số người ham muốn họ mãnh liệt, họ muốn có ngay cái gì đó để lấp đầy cái cảm giác thiếu thốn đó, để lấp đầy sự thiếu thốn đó một cách nhanh nhất. Và những người này họ có một cái khao khát là muốn thoát khỏi cái sự thiếu thốn đó. Và họ bắt đầu họ hỏi là tôi mới làm được, cũng rất là khao khát. Và họ kinh doanh đầu tư đủ thứ, họ đi tìm kiếm những cái cơ hội để họ kinh doanh đầu tư đủ thứ luôn. Nó nghe thầy ứng dụng nói rằng là nếu như mình kinh doanh đầu tư mà mình cứ hình dung tưởng tượng mình muốn là mình sẽ được thôi, mình chỉ cần là tin tưởng là mình sẽ có được điều đó thôi, mình chỉ cần hình dung tưởng tượng, mình chỉ cần là gì cầu nguyện thôi, mình chỉ cần nghĩ về là mình sẽ thành công thôi. Nhưng có một cái sự thật anh chị ạ, những người này họ vẫn có cái niềm tin, họ vẫn có cái sự thiếu thốn bên trong là họ có một thứ đó rồi. Nhưng cái thứ hai nó còn nguy hiểm hơn mà không nhiều người để ý đâu ạ. Anh chị hiểu lý do tại sao mà khi mà Huy chia sẻ về luật hấp dẫn, đồng thời Huy cũng chia sẻ với chị là chúng ta phải liên tục phát triển tư duy không ạ? Và cái cách để chúng ta thu hút những cái nguồn lực sẽ mình thức. Nhưng mà Huy luôn luôn chia sẻ với chị là phải làm chủ cuộc đời của mình, phát triển tư duy liên tục, anh chị có để ý không ạ? Yes, bởi vì là những cái người mà họ cứ ngồi đó, họ hình dung tưởng tượng, họ cũng kinh doanh, họ đầu tư đấy, họ đầu tư kinh doanh đấy, họ hình dung tưởng tượng, họ tập trung vào điều họ muốn. Nhưng mà trong khi không có bất kỳ kiến thức hay kinh nghiệm nào về cái lĩnh vực họ đặt. Và nhiều người họ tin nhưng mà họ lại không có kiến thức, họ không có trình độ trong cái lĩnh vực đó, họ không có hiểu biết về lĩnh vực đó, họ không có cái trình độ trong cái lĩnh vực đó. Và sao ạ? Nhiều người họ tin quá và họ vay tiền nè, họ đem tài sản của mình vào những công việc kinh doanh đó, suy nghĩ rằng là ui luật hấp dẫn vũ trụ sẽ giúp cho tôi giàu có thật nhanh trong nay mai, cần quá gì mà phải học, cần quá gì mà phải phát triển tư duy, cần quá gì phải học cách bán hàng, làm cái gì cũng sẽ tự giúp nó thành công thôi, luật hấp dẫn sẽ mang đến những cái may mắn cho tôi, nó tự đến với tôi không cần phải làm gì cả. Với cái suy nghĩ như vậy và sao ạ, không có kiến thức, không có kinh nghiệm, vì không có bất kỳ kỹ năng kinh nghiệm nào thì họ thất bại nhanh chóng, mất rất nhiều tiền và phải chờ một thời gian dài sau mới hồi phục được. Và như anh chị thấy đấy ạ, vũ trụ đem đến đúng cái cơ hội để cái những người này họ phải thiếu thốn nhiều hơn. Ủa sao luật hấp dẫn này sai rồi nhỉ? Nhưng mà cơ bản là gì ạ? Bởi vì rằng là họ không có chịu phát triển cái tư duy, cái hiểu biết của họ. Anh chị đồng ý Huy là anh chị có dù có luật hấp dẫn tuyệt vời cỡ nào, nhưng mà khi chúng ta leo lên một chiếc xe mà chúng ta không biết lái xe, chúng ta có lái đi được không ạ? Chúng ta không lái được, chắc chắn chúng ta sẽ không lái được. Nếu chúng ta buộc phải lái thì chắc chắn kết quả là chúng ta sẽ không thành công trong cái việc đó. Nếu chúng ta không biết làm một cái việc đơn giản thôi, ví dụ như là nấu cơm, ủi đồ, giặt đồ, nếu mà chúng ta không biết cách vận hành, không biết cách làm những việc đó thì chúng ta có thành công không ạ? Chúng ta cũng sẽ không thành công. Dù có vũ trụ hậu thuẫn cũng sẽ không thành công đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có cái kiến thức, chúng ta không có cái tư duy và không có hiểu biết trong cái lĩnh vực đó, làm sao chúng ta thành công được? Nó là như vậy đó anh chị. Đó là lý do tại sao là sử dụng luật hấp dẫn, nhưng mà phải vẫn phải liên tục phát triển cái trí tuệ của mình, vẫn phải liên tục phát triển cái trí tuệ của mình, vẫn phải phát triển cái kỹ năng của mình, vẫn phải phát triển cái gì cái tư duy của mình. Mình phải giỏi lên thì mình mới có thể đón nhận được những cái cơ hội mà vũ trụ mang đến cho mình. Và sao ạ? Rất nhiều người đã sốc sau những cái thất bại kiểu này, nhưng mà ít người học được những bài học cho mình. Thay vào đó họ vẫn giữ cái niềm tin cốt lõi thiếu thốn đó và lại đổ lỗi cho những người xung quanh. Và qua thời gian thì một số những cái người này họ lại vẫn tiếp tục những cái mô thức cũ đó. Và có một điều như thế này anh chị, nếu nhận thức về sự thiếu thốn không được thay đổi, hành động không thay đổi thì kết quả sẽ không thay đổi. Đó là về tài chính. Điều này cũng tương tự với những người muốn tìm kiếm tình yêu. Với niềm tin cốt lõi của họ là sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Những người đi tìm kiếm tình yêu bằng cái sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm anh chị, thì những người này tin rằng cần phải có một người khác họ mới cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc. Và từ đó vũ trụ sẽ làm gì ạ? Vũ trụ cũng sẽ đem đến cho họ những người sẽ làm cho họ thấy tổn thương, làm cho họ phải tổn thương, phải cô đơn và đau khổ hơn. Ngược lại, nếu như mà một người đi tìm kiếm tình yêu mà họ có cái niềm tin cốt lõi đó là họ yêu thương bản thân mình, họ yêu thương bản thân, họ biết cách yêu thương bản thân trước, thì vũ trụ sẽ đem đến cho họ những người thực sự yêu thương họ. Cái cách để chúng ta được mọi người yêu thương đó chính là chúng ta phải học cái cách yêu thương bản thân mình trước. Và những cái người họ biết cách yêu thương bản thân họ thì vũ trụ sẽ đem đến cho họ những người thực sự yêu thương họ như cái cách mà họ yêu thương chính bản thân mình.
Và anh chị hãy nhớ là gì? Tất cả những thứ gì mà vũ trụ đem đến cho chúng ta chính là cái tấm gương phản chiếu cái nội tâm của chúng ta đây ạ. Chúng ta không thể lừa dối đấng tạo hóa được anh chị. Chúng ta không thể lừa dối vũ trụ được. Chúng ta phải lừa dối được cái quy luật này được. Và nếu như anh chị thấy rằng là những người xung quanh của mình, chúng ta chưa hài lòng về họ, chúng ta thấy họ có những cái điểm chưa tốt, thì thật ra họ chính là cái phản chiếu của chúng ta. Họ chính là cái phản chiếu nội tâm của chúng ta thôi. Nếu chúng ta nói là những cái người xung quanh của chúng ta là những người không tích cực, hay là họ có cái tính này không tốt, họ có tính kia không tốt, họ đối xử thế này với thế kia với mình không tốt, thì anh chị hãy nhìn lại mình trước, hãy nhìn lại cái nội tâm của mình trước. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những người đó chính là cái phản chiếu nội tâm của chúng ta. Vũ trụ đã thu hút những cái người như vậy đến với cuộc đời của chúng ta, bởi vì giống như chúng ta ở cái tần số đó.